Màn đấu võ mồm giữa Kylian Mbappe và Jordi Alba trong trận đại thắng 4-1 giữa PSG trước Barca đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận bởi độ căng thẳng và thú vị của nó. Cụ thể, sau một pha tranh chấp, Jordi Alba nói với Kylian Mbappe: "Cậu kiêu ngạo vừa thôi." Ngay lập tức, Mbappe đáp lại: "Tôi sẽ giết anh nếu gặp nhau ngoài đường." Để tăng thêm phần khiêu khích, Alba quay sang nói với đồng đội Piqué bằng vẻ mỉa mai: "Cha, cậu nhóc đang cố gắng học hỏi." Thế là trung vệ sinh năm 1987 lập tức phụ họa bằng cách lên mặt với đàn em bên phía PSG: "Cậu định giết ai nhỉ?" Mbappe vẫn giữ thái độ căng thẳng bằng giọng điệu đanh thép: "Tôi sẽ giết mấy anh." Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhớ nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Khi theo dõi trên sóng truyền hình, sẽ thật khó để mà ta có thể biết được trên sân bóng, các cầu thủ, trọng tài và huấn luyện viên nói gì với nhau. Điều đó vô hình chung đã khiến khán giả bị bỏ lỡ tương đối nhiều chi tiết thú vị. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá những đoạn hội thoại đầy thú vị trên sân của các ngôi sao bóng đá để xem khi họ trao đổi chiêu thức bằng khẩu hình miệng với nhau sẽ có điều hấp dẫn nào diễn ra các bạn nhé. Lên đường thôi! Đứng trước quả 11m vào phút thứ 90, Neymar nắm được tâm lý đang hiện trên nét mặt của đối thủ. Anh liền tung ra những câu hỏi để tạo áp lực. Nhưng Szoboszlai đã khẳng định luôn: "Tôi không bao giờ đá trượt và anh ấy đã làm được đúng điều mình nói. Dân chơi là phải uy tín như vậy." Biết rằng người đàn anh Lionel Messi vẫn đang khó trong việc tìm cách ghi bàn tại Ligue 1, Kylian Mbappe đã chủ động để Mbunga thực hiện quả đá penalty thay mình, dù cho chính anh là người kiếm và cũng được ưu tiên suất luân lưu. Xem ra M30 có cậu em mới, vừa sao số vừa ấm áp ghê ta. Thôi thì trao đi và nhận lại ha Mbappe, giờ đến lượt cậu được Benzema nhường lại trọng trách đá phạt đền. Lại được chính ngôi sao Real Madrid động viên hết sức đằng sau nữa, không ghi bàn thì lại hơi phí đúng không? Thanh niên Mohamed Salah diễn sâu và cái kết, lần này bị tới hai cầu thủ Leicester City là Ndidi và Maddison gây áp lực, bảo sao đá tạch pen, thôi mất rồi Salah à. Dù mới chuyển đến Tây Ban Nha ở mùa giải năm nay, nhưng David Alaba vẫn tuyên bố không ngán bất cứ ai, dù cho có là bậc thầy kỹ xảo Luis Suarez. Cựu sao Bayern Munich còn gà kèo solo luôn với Suarez cơ mà, ác chữ vậy anh dai. Chắc chắn việc kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại của Messi đã tạo ra áp lực không hề nhỏ cho Ansu Fati. Chính vì thế, chỉ cần một câu khịa "cậu không phải Messi, người anh em" của Otamendi chắc chắn cũng sẽ khiến cho tài năng trẻ Barcelona tâm lý. Lợi thế của việc làm đồng hương với Neymar là đây các bác à. Paqueta đã có pha tư vấn cực gắt cho thủ thành Anthony Lopez về hướng sút penalty của Neymar. Anh ấy luôn sút bên trái, tôi đã chứng kiến trong những buổi tập trên tuyển Brazil, hãy tin tôi đi. Nhưng mà Neymar dường như đã hiểu vấn đề và chuyển sang sút bên phải, thế là thôi tình bạn bị rạn vỡ từ đây. Câu hỏi được đặt cho Kylian Mbappe nhiều nhất vào lúc này chắc chắn là xung quanh việc anh có chuyển sang Real Madrid vào mùa giải tới hay không. Và siêu sao người Pháp đã có câu trả lời hết sức hợp lý: mùa giải này đã xong đâu, em phải giải quyết hết rồi mới tính tiếp chứ bà chị. Nhưng mà có một điều mà Kylian Mbappe khẳng định chắc chắn, đó chính là anh sẽ không bao giờ chuyển đến Tottenham Hotspur. Cái vụ này là đã được người nhện Tom Holland, một fan chính hiệu của gà trống, xác nhận. Bởi vì chính Holland đã gà kèo Mbappe, nhưng nhà vô địch thế giới 2018 từ chối thẳng thừng, nghĩ nó thốn.
Khi người đàn anh Marco Reus bị đốn ngã trong vòng cấm, Erling Haaland đã đến và yêu cầu trọng tài hãy kiểm tra công nghệ VAR vì Dortmund xứng đáng được hưởng 11m. Nhưng rồi khi trọng tài không chấp nhận, Haaland liền bảo đồng đội thi đấu tiếp luôn, đừng ở lại đôi co nữa mất thời gian. Rõ ràng tinh thần chiến đấu và cháy hết mình của tiền đạo Na Uy luôn là thứ mà khiến anh thi đấu ngày càng bá đạo theo thời gian. Luis Suarez là như vậy, không vừa lòng cái là anh sẽ chửi liền, kể cả đó có là huấn luyện viên Simeone. Cứ cái lúc quan trọng là thay tôi ra là sao, cũ lắm rồi đấy. Mình thì cầm bóng dưới hết cả hơi, đồng đội vẫn đứng im đợi mình truyền bóng cho. Thế thì bảo sao bồn bột bà không tức sôi máu lên. Di chuyển đi, đến đây và giúp tôi đi. Anh Paul tức tối quát luôn trên sân mà. Ừ thì đúng là phạm lỗi rồi, nhưng mà đồng đội máu chiến quá, vẫn thi đấu tiếp. Thế là trọng tài cho Man United được hưởng lợi thế. Chính điều này làm cho Ronaldo tức giận vì anh bảy cho rằng góc sút phạt thuận lợi hơn cho việc có bàn thắng. Vẫn là Cristiano Ronaldo, những lần này siêu sao Bồ Đào Nha bị thổi lỗi để bóng chạm tay. Này nhé, tôi đỡ vai mà mấy ông, làm ăn kiểu gì mà chán thế, bắt bẻ nhau thế. Anh bảy tăng xong luôn rồi đấy nha, liệu chừng. Ố kìa, bị kéo áo rồi anh Tài ơi, penalty gấp cho Real Madrid đi. Mặc cho Marcelo đã khiếu nại khản giọng như thế, vị vua áo đen vẫn lắc đầu từ chối vì cho rằng pha kéo đó vẫn là quá nhẹ, không đủ tác động mạnh để phạm lỗi. Lý do vì sao huấn luyện viên Pep Guardiola lại đặt nhiều kỳ vọng vào Phil Foden đến vậy? Một đường kiến tạo quá hoàn hảo của viên ngọc quý đến từ chính lò đào tạo Man City khiến cho ông thầy người Tây Ban Nha phải đứng dậy phấn khích. Chính là quả chuyền đó đấy, Foden. Người biết hối cải là người đáng khen. Khác với các cầu thủ cố phân trần và tìm lý do để thoát tội, Antoine Griezmann hoàn toàn chấp nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài. Hoàng tử bé còn đến bên và gửi lời xin lỗi đến Firmino, người bị anh phạm lỗi rồi mới rời sân. Hành động tuyệt đó Griezmann, anh đừng cao chân nữa. Eden Hazard đã gọi to, chuyền bóng qua đây nhưng đồng đội vẫn quyết định sút và khiến trái bóng đi thẳng ra ngoài sân. Chơi cá nhân là bị thốn thế đấy các bác à. Một pha xoạc thẳng chân của Harry Kane với Andrew Robertson, nhưng tiền đạo người Anh lại không phải nhận thẻ đỏ. Điều đấy đã khiến cho người đàn ông nóng tính Jurgen Klopp tức giận. Đó phải là thẻ đỏ chứ trọng tài, Klopp la lớn. Xin giới thiệu với mọi người thánh lương lẹo mới của thế giới bóng đá, Romelu Lukaku. Sau khi làm mình làm Mỹ tại Chelsea và nhận hình phạt ngồi dự bị đến từ ông thầy Tuchel, Lukaku liền quay xe và nguyện sẽ cống hiến cho đội bóng thành London. Dẫu cho mới hôm trước còn đòi trở lại Inter Milan bằng được, xong bây giờ phải xin lỗi cả fan Chelsea lẫn Inter Milan. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Sau chừa và tập trung thi đấu nha Lukaku. Vừa rồi là những màn hội thoại đầy thú vị của các ngôi sao bóng đá mà nếu không để ý kỹ, chắc chắn bạn đã bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.